Chiều tối ngày 20 tháng 10 năm 2014, một chủ quán nước tại bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đến cơ quan công an trình báo một vụ việc hy hữu. Buổi trưa hôm đó, chị phát hiện một chiếc cặp màu đen hiệu Vio, dạng như cặp đựng máy tính xách tay của ai đó để quên ở quán nước của chị, đoán là của khách uống nước. Chủ quán nước đặt chiếc cặp ở tường rào bến xe chờ chủ nhân đến lấy lại. Khoảng 19 giờ cùng ngày, chị chuẩn bị dọn hàng ra về thì vẫn không thấy có người nào đến nhận chiếc cặp. Chị liền mở chiếc cặp ra xem có giấy tờ hay thông tin gì để lại liên hệ với người chủ hay không, thì chị giật mình khi phát hiện 5 cục nhỏ hình chữ nhật được gói khá cẩn thận. Bóc lớp băng dính màu đen ra thì thấy cục hình chữ nhật màu vàng được gói bằng túi ni lông trông rất giống với những bánh ma túy. Ngoài ra trong cặp còn có một bộ quần áo mùa rét. Chị nhanh chóng mang tất cả tang vật trên đến cơ quan công an để trình báo. Thông tin trên được chuyển đến công an thành phố Hà Nội. Lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức làm rõ thông tin. Nếu thấy có dấu hiệu phạm tội thì lập tức lập chuyên án để truy bắt. Được sự chỉ đạo từ công an thành phố, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm, công an phường Mỹ Đình tổ chức điều tra. Qua giám định, cơ quan điều tra xác định 5 bánh đựng trong chiếc cặp màu đen đúng là heroin với trọng lượng là 1,7 kg. Công tác truy tìm chủ nhân của thứ bột màu trắng chết người này bắt đầu được khởi động. Ban đầu, các thông tin thu thập được đều hết sức mờ nhạt. Mặc dù hàng trăm trinh sát, cán bộ điều tra được huy động để rà soát hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, rà soát camera, tập trung vào các nhà xe tuyến Tây Bắc về Hà Nội, song thông tin đưa về là hết sức ít ỏi. Qua đánh giá hiện trường cho thấy, nơi phát hiện vụ án là tại quán nước gần cổng bến xe khách Mỹ Đình, là nơi tập trung số lượng xe ô tô ra vào lớn, khách đi xe đông. Quầy bán nước của người trình báo ở bên ngoài hàng rào bến xe, nhưng có 2 ghế băng được kê ở phía trong hàng rào để cho khách ngồi. Việc mua bán được thực hiện qua hàng rào. Do vậy, khi khách vãng lai uống nước xong, mỗi người đi một nơi. Chủ quán khi đưa nước cho khách cũng không nhìn kỹ được đối tượng. Chính vì thế, việc xác định nhận dạng của khách là rất khó khăn. Sau nhiều ngày khẩn trương điều tra mà chưa có manh mối nào khả dĩ, bất ngờ tia sáng vụt lóe lên khi các trinh sát thu được chiếc điện thoại cục gạch có liên quan đến vụ án. Nhân chứng khai, họ nhặt được chiếc điện thoại ngay gần nơi chiếc cặp máy tính bị bỏ quên. Khai thác chiếc điện thoại, ban chuyên án đã có thêm nhiều thông tin hơn. Chủ nhân của chiếc điện thoại là một thanh niên người dân tộc tên là Đua, thường trú tại xã Hang Kia, ở Mai Châu, Hòa Bình. Đồng thời, những thông tin khác đổ về cùng chập lại, xác định Đua là một mắt xích trong một đường dây buôn bán ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội. Qua xác minh nhân thân, những người có tên là Đua tại xã Hang Kia, cơ quan công an có danh sách của 2 đối tượng hiểm nghi. Tổ chức cho nhân chứng nhận dạng các đối tượng này, họ đã chỉ ra Giàng A Đua, sinh năm 1987, thường trú tại xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình, chính là người thanh niên đã xuất hiện tại bến xe Mỹ Đình vào ngày 20 tháng 10. Một tổ công tác đã được lệnh lên đường truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, khi tổ công tác có mặt tại xã Hang Kia, thì bất ngờ nhận được cú điện thoại từ ban chuyên án nói là quay lại ngay. Một sự cố hy hữu trong nghề làm án đã xảy ra. Qua thông tin từ cơ sở, ban chuyên án phát hiện đối tượng Giàng A Đua, sinh năm 1987, có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng. Và điều này cũng chứng tỏ nhân chứng đã nhận nhầm người. Vụ án tưởng thắng lợi đến nơi thì lâm vào tình trạng câu rầm bế tắc, hàng trăm bộ não được huy động để giải bài toán khó này. Và bất ngờ một tia sáng lóe lên, qua nghiên cứu kỹ lưỡng các thông tin mà trinh sát đưa về, chỉ huy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hà Nội phát hiện ra đường đi của những khoản tiền mà các đối tượng trong đường dây đã chuyển cho nhau. Chuyên án được tiếp tục tiến hành một cách cẩn trọng hơn. Điều tra chuyên án, nhất là án ma túy thì việc tối quan trọng là không được rút dây động rừng, khiến các đối tượng trong vụ án thấy động. Do đó, việc nghiên cứu là làm thế nào để có thể tỉa được từng nhánh, bắt được những đối tượng quan trọng mà không khiến cho những con cá lớn sổng mất luôn đòi hỏi những cái đầu thông minh của ban chuyên án.
Quá trình nghiên cứu thận trọng kỹ lưỡng, ban chuyên án quyết định một mũi đột phá sẽ nhằm vào đối tượng Nông Thị Thanh Thủy, còn gọi là Thủy Tẹt, sinh năm 1977, thường trú tại phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Thủy vốn là một con nghiện, lại có hai tiền án về tội mua bán ma túy và đang được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, việc bắt Thủy không hề dễ vì đối tượng thường xuyên lang thang không ở một nơi cố định. Các trinh sát phát hiện Thủy hiện đang gửi con tại nhà đối tượng Dương Thị Tê, sinh năm 1978, thường trú tại Đại Từ, Thái Nguyên. Thời điểm đó, Tê đang cùng chồng kinh doanh karaoke tại thành phố Cao Bằng. Đối tượng này đã nhận của Thủy hơn 100 triệu đồng để nuôi con giúp. Và cũng chính Tê là người đã chuyển tiền cho đối tượng đua khi Thủy nhờ. Khai thác nhanh đối tượng Tê, ban chuyên án nhận được thông tin Thủy đang le ve tại khu vực Đầm Chấu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Các trinh sát lập tức được lệnh bao vây, ra soát từ nhà nghỉ, song đối tượng đã nhanh chóng trốn thoát. Đến ngày 6 tháng 11 năm 2014, khi Thủy di chuyển từ Hà Nội lên Thái Nguyên thì bị các trinh sát bắt giữ. Tại công an phường sở tại, những lời khai đầu tiên của Thủy về việc mua bán ma túy với đua đã được ghi nhận. Thủy nhanh chóng được di lý về Hà Nội để tiếp tục điều tra. Trên chiếc xe đặc chủng từ Thái Nguyên về Hà Nội, đối tượng Thủy cứ đòi xe dừng lại để đi vệ sinh. Tuy nhiên, nắm được mưu kế của đối tượng ma túy nên các trinh sát đã có cách đối phó và không ngoài dự đoán của cơ quan công an. Tại phòng thẩm vấn của công an quận Nam Từ Liêm, Thủy đã phải lôi ra một bọc túi ni lông đựng gần 200 viên hồng phiến đang giấu ở trong áo ngực. Những lời khai của Thủy trong việc tiếp xúc buôn bán với Trần Ngọc Dương, sinh năm 1980, trú tại Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tiếp tục củng cố cho việc truy bắt các đối tượng tiếp theo. Sau khi xác định chính xác đối tượng Dương đã có mặt tại Mộc Châu, rạng sáng ngày 12 tháng 11 năm 2014, Tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội khẩn trương lên đường truy bắt đối tượng. Do đã có nhiều tài liệu chứng cứ, đồng thời nắm thóp được đối tượng nên các trinh sát đã nhanh chóng khiến Dương phải thò mặt ra ngoài. Buổi trưa cùng ngày, Dương đã phải tra tay vào còng số 8. Khai thác nhanh được biết, sau khi lẩn trốn ít ngày tại nhà Dương, đối tượng đua đã trở về nhà, tiếp tục tham gia buôn bán ma túy. Và kế hoạch câu nhử ông trùm trẻ tuổi được triển khai, cho đến đêm hôm đó thì ông trùm xa lưới. Câu hỏi nguyên nhân của việc 5 bánh heroin bị bỏ quên đã có câu trả lời. Nó khiến cho ban chuyên án đều cảm thấy ngỡ ngàng. Trong quá trình khai thác và điều tra, các điều tra viên cũng phát hiện đối tượng Giàng A Đua sinh ra trong một gia đình có bố bị tử hình về tội ma túy. Lớn lên, đối tượng này lấy vợ và hiện có hai con, tiếp tục mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Đối tượng thường sử dụng hai số điện thoại cũng như mở tài khoản tại ngân hàng nông nghiệp tại Mộc Châu, Sơn La để giao dịch. Khoảng tháng 6 năm 2014, có một người đàn ông ở Vĩnh Phúc gọi điện đặt đua bán cho hai bánh heroin với giá là 16,5 triệu đồng. Đua đã liên lạc trao đổi với Chín và được Chín chuyển cho số tiền tổng cộng là 540 triệu đồng để đặt mua 3 bánh heroin. Chín có bảo với Đua nếu có tiền nhiều hơn thì mang xuống cũng được. Đua gặp một người cùng bản ở xã Hang Kia tên là Khà Y Sao và đặt mua của Sao 5 bánh heroin với giá là 6.800 đô la Mỹ, tương đương 146 triệu đồng một bánh. Đua đã trả cho Sao 500 triệu đồng, còn hơn 200 triệu đồng khi nào Đua mang xuống cho Chín thì sẽ giao nốt tiền. Đua khai nhận vào 5 giờ sáng ngày 20 tháng 10, Đua đi về đến bến xe Mỹ Đình. Khi đến đây, y có vào quán uống nước. Trong quá trình ngồi uống nước, thấy có nhiều người ra vào thì cứ nghĩ là công an nên sợ quá bỏ lại 5 bánh heroin trên chiếc ghế băng cùng chiếc điện thoại và bắt xe khách quay lại Hòa Bình. Trên đường bỏ về, đối tượng gọi điện cho Chín và Sao trình bày sự việc và Sao bảo chuyển nốt 20 triệu đồng nữa thôi, không phải trả hơn 200 triệu đồng kia nữa. Vụ án diễn ra trong vòng 20 ngày, cơ quan điều tra đã truy xét và bắt giữ 4 đối tượng, đồng thời làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, rồi từ đó phân giải về các tỉnh thành để tiêu thụ. Mặc dù các đối tượng trong vụ án tổ chức buôn bán hết sức kín kẽ và luôn tìm đủ mọi cách thủ đoạn để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, song những hành vi phạm tội của bọn chúng vẫn bị lực lượng điều tra lật tẩy. Nhiều khi phải đi hàng trăm km trong mưa phùn gió bấc
chỉ để xác minh một thông tin, lực lượng công an cũng rất sẵn sàng lên đường. Quá trình truy bắt đối tượng Dương, Đua luôn được ban chuyên án lên kế hoạch hết sức kỹ lưỡng. Bởi các đối tượng buôn bán ma túy thường xuyên sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng công an. Đồng thời địa bàn nơi Đua sinh sống là một trong những rốn lũ về ma túy của cả nước. Tại đây từng diễn ra cuộc đấu súng giữa lực lượng phòng chống ma túy với ông Trùm và đã khiến cán bộ chiến sĩ ta hy sinh. Chính vì thế, phương án bắt Đua phải được tính toán thật cẩn trọng, chỉ bắt khi đối tượng đã rời ra khỏi nhà. Chuyên án truy xét Giàng A Đua và đồng bọn là một trong những chuyên án mà lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là việc nhận dạng đối tượng. Một chiếc túi để lại khiến người ta gần như không để ý đến chủ nhân. Việc ra soát hình ảnh tại hiện trường chỉ mang lại những hình ảnh hết sức chung chung. Nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng, tỉ mỉ những thông tin thu thập được thì rất có thể sẽ bắt nhầm đối tượng hoặc không thể tìm ra đối tượng. Bên cạnh đó, các đối tượng tham gia buôn bán trong đường dây gần như hoạt động đơn tuyến. Nếu chỉ căn cứ vào lời khai một đối tượng mà không dùng các biện pháp điều tra khác thì cũng chưa thể kết tội được những đồng phạm. Kết quả điều tra thể hiện công sức của hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia phá án. Vụ án cũng đã để lại nhiều kinh nghiệm cho lực lượng điều tra. Đây là chuyên án truy xét án nóng, đòi hỏi công tác điều tra hiện trường, phân tích đánh giá hiện trường phải là người có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời việc phân tích tài liệu phải rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Bên cạnh đó phải có quyết tâm nỗ lực rất lớn, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo các kỹ năng trong từng khâu điều tra đã từng bước mở rộng làm rõ vụ án. Tháng 1 năm 2016, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn bán cái chết trắng của Giàng A Đua và đồng bọn. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Giàng A Đua, 22 tuổi, quê ở Hòa Bình, tử hình; Thân Thị Chín, trung thân; Trần Văn Dương ở Mộc Châu, Sơn La, 40 tháng tù về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy; và Nông Thanh Thủy ở Cao Bằng, 48 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo truy tố, 20 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2014, chủ quán nước ở cổng ra vào bến xe Mỹ Đình, Hà Nội phát hiện thấy có một túi sách màu đen, bên trong chứa 5 bánh chất bột màu trắng cùng một chiếc áo khoác, quần jean, một chiếc điện thoại di động của khách hàng bỏ quên nên đã mang lên công an quận Nam Từ Liêm để giao nộp. Qua giám định, 5 bánh chất bột màu trắng là trên 1,7 kg heroin với hàm lượng từ 56 đến 65%. Ngay sau đó, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã vào cuộc điều tra và đến ngày 6 tháng 11 năm 2014 đã bắt quả tang Nông Thanh Thủy tàng trữ trái phép hơn 300 viên thuốc lắc. Thủy khai số hàng trên chị ta mua bán của Trần Văn Dương. Từ lời khai của Thủy, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Dương. Dương khai số ma túy giao cho Thủy là mua của Giàng A Đua. Đua khai nhận ngày 20 tháng 10 năm 2014 mang theo 5 bánh heroin từ Hòa Bình về Hà Nội để giao cho Thân Thị Chín. Trong lúc ngồi chờ ở quán nước, thấy có người khách vào quán từ công an nên Đua hoảng hốt bỏ đi. Theo điều tra, bố của Giàng A Đua đã bị thi hành án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhưng khi trưởng thành, gã không lấy đó làm bài học mà tiếp tục đi vào con đường của bố. Anh ta thường sang Lào đánh hàng về Việt Nam để tiêu thụ. Để thuận tiện cho việc giao nhận tiền, Đua mở hai tài khoản tại ngân hàng. Tháng 6 năm 2014, Đua nhận được đơn đặt hàng từ Chín mua 5 bánh heroin giá gần 1 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 10 năm 2014, Chín đã chuyển 520 triệu đồng vào tài khoản cho Đua. Có tiền đặt cọc, Đua rút ra đi mua heroin với giá là 146 triệu đồng một bánh, lãi 19 triệu đồng một bánh. Sau khi lấy được hàng, Đua đón xe khách về Hà Nội rồi định lên Vĩnh Phúc để giao hàng. Sau khi bỏ lại 5 bánh heroin, Đua báo cho đầu mối bán cho mình biết và phải đi vay thêm 20 triệu đồng để trả số tiền nợ còn lại. Về mối quan hệ với Dương, vào khoảng đầu năm 2014, Dương làm nhà cho Đua và được dặn nếu có ai đó mua ma túy thì nói với anh ta và sẽ được trả công. Sau đó Dương giới thiệu Thủy cho Đua và Thủy nhờ Dương mua ma túy từ Đua cho mình.